Hơn 150 công nhân của công ty cổ phần nông sản thực phẩm Lâm Đồng đang hối hả làm việc trong những ngày cần nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ai cũng phấn khởi hăng say làm việc để hoàn tất công việc trước ngày nghỉ lễ kéo dài 4 ngày tới. Làm việc trong môi trường công nghiệp, ngoài làm việc theo giờ hành chính, họ cần làm tăng ca để nâng cao thêm thu nhập. Tuy nhiên, vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, những công nhân được nghỉ ngơi chính đáng, nên ai cũng vui vẻ và phấn chấn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình. Các công ty nào cũng vậy, nói chung là chỉ mong muốn là những ngày lễ mà nghỉ những ngày lễ đó để cho anh em thỏa mãn yêu cầu là mình đi chơi rồi hưởng cái chế độ của nhà nước, mà nói chung là ưu đãi cho mình vậy. Là một người lao động thì cứ đến ngày mùng 1 năm thì nói theo hàng năm thì công ty cũng vẫn cho nghỉ, vẫn có cái chế độ là tiền thưởng. Thì em nghĩ như vậy thì cũng tụi em cũng là một cái niềm động viên cho tụi em rồi. Không giống như các ngành nghề khác, những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đây cũng là một trong những lĩnh vực khá phát triển ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Do đặc thù của công việc, bởi trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng khá đông, nên những người lao động làm việc trong ngành này phải làm việc nhiều hơn. Để bù đắp những thiệt thòi cho người lao động, các chủ doanh nghiệp cũng có những thỏa ước lao động như tăng tiền lương và cho người lao động nghỉ bù sau kỳ nghỉ lễ. Ngày quốc tế lao động là một ngày giống như là trong một trong những ngày nghỉ của năm thì là để cho người lao động có được phép nghỉ ngơi. Thì thường trong những ngày đó, nhưng mà trong ngành du lịch của tụi em là tới ngày đó là phải phục vụ khách. Tới ngày đó thì tụi em phục vụ khách, nhưng mà sau đó thì tụi em lại được chế độ của công ty. Thì lại được hưởng ưu đãi, là ví dụ như là làm một ngày thì tụi em sẽ được nghỉ 3 ngày sau này. Em mong muốn là những công ty du lịch hay là khách sạn hay resort giống như tụi em thì là phải có ưu đãi tốt cho nhân viên tụi em vào mấy cái ngày đó, tại vì tụi em đã chấp nhận hy sinh cái ngày nghỉ của mình để đi làm phục vụ những du khách khác rồi. Nhân dịp cái ngày 1 tháng 5 về thì em thấy là cũng hay, cũng tốt cho người lao động, là được tôn vinh người lao động. Em cũng mong muốn là người lao động sẽ được hưởng những cái chế độ chính đáng hơn để nâng cao cái đời sống của công nhân. Đầu tư cho nguồn nhân lực chính là khoản đầu tư sinh lời lớn, bởi khi được quan tâm, chăm sóc chu đáo, người lao động sẽ tận lực cống hiến cho đơn vị doanh nghiệp. Nắm rõ điều này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã làm tốt công tác chăm lo cho người lao động, trên cơ sở hiểu người lao động và đưa ra những chính sách đãi ngộ và khen thưởng kịp thời. Bởi năng suất và chất lượng của sản phẩm dịch vụ phụ thuộc vào trình độ và sức lao động của công nhân. Do đó, để có thể phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Đối với người lao động thì tôi có thể nói rằng là các ngày lễ cũng như những ngày khác thì đối với đời sống của họ cũng như sự quan tâm của những người quản lý doanh nghiệp thì vô cùng quan trọng. Bởi vì ở môi trường nào đó khi họ tới chỗ làm việc, họ vui vẻ, họ được một sự quan tâm thì không có lấy gì để họ không đóng góp hết mình và họ không gắn bó với doanh nghiệp đó. Đặc biệt trong những ngày quốc tế lao động vậy thôi, thì chúng tôi cũng có những chế độ, những phần thưởng đối với những ngày lễ để cho họ để động viên một phần. Nhưng cái phần đó là ngoài những cái giá trị vật chất, còn giá trị thì rất là lớn, đó là sự quan tâm. Và không lấy gì để khi mà có sự quan tâm cho người lao động như vậy, thì người lao động lại không có một sự gắn bó với mình, không có một sự đóng góp, đều lực hết mình của họ đóng góp cho doanh nghiệp. Ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 có ý nghĩa rất sâu sắc đối với người lao động. Thì trước hết thì hiện bây giờ thì chúng ta nhìn lại lịch sử thì chắc có lẽ là ai cũng tự hào với cái đấu tranh của người lao động để có được một cái quyền. Thực ra mà nói là đây là một cái chuyển biến rất là mạnh mẽ, đó là cái quyền của người lao động đối với xã hội. Và cái quyền này là được quốc tế thừa nhận, và hàng năm thì chúng ta có ngày quốc tế lao động là được nghỉ đó. Thì như vậy là khẳng định được đó là cái quyền của người lao động trong xã hội. Và trong cái quyền này thì cái mà chúng tôi nhận thức sâu sắc đó là cái sự đóng góp cũng như là cái quyền lợi của người lao động đối với doanh nghiệp, thí dụ như là cái thời giờ làm việc, rồi cái quyền được nghỉ ngơi, rồi cái quyền được học tập để nâng cao trình độ kỹ năng. Suốt 130 năm qua, ngày quốc tế lao động được cả thế giới dành sự tôn vinh và tri ân những cống hiến của người lao động trên mọi lĩnh vực. Phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân đã được tôi luyện trong chặng đường lịch sử. Từng lớp công nhân Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung luôn làm tròn sứ mệnh của mình.
để người lao động được đền đáp xứng đáng với công sức và trí tuệ của mình. Thì đối với đơn vị sử dụng lao động, cần có nhiều chính sách hơn nữa, hướng đến người lao động trên tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và chia sẻ khó khăn với người lao động. Từ đó có phần nâng cao năng suất lao động tại cơ quan, doanh nghiệp. Đà Lạt luôn là một trong những lựa chọn, là điểm đến phổ biến trong các kỳ nghỉ lễ. Và nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, Đà Lạt tiếp tục đón chào du khách đến để nghỉ mát, tận hưởng khí hậu tuyệt vời và thưởng thức những món đặc sản của Đà Lạt. Xin gợi ý với du khách những điểm đến và những lựa chọn về thực phẩm trong dịp nghỉ lễ này.